Đồ gỗ Phương Thao xin được kính chào quý vị, và hôm nay em mình sẽ gửi đến quý vị những thước phim về hai cái mẫu tủ rượu vô cùng đặc biệt của đồ gỗ Phương Thao trên chất liệu gỗ muôn hoa. Và hai mẫu tủ rượu này thì đều có kích thước chiều rộng là 2m17, sâu vào là 52cm và cao lên đến cái tầng cao nhất ở trên này chính là 1m77. Hai mẫu tủ rượu này có điều gì đặc biệt thì xin mời quý vị cùng xem. Đầu tiên là mẫu tủ rượu kèm kệ tivi cân. Cân tại sao gọi là cân ạ? Bởi vì là ở đây thì hai bên là hai cái chiếc tủ rượu, và ở đây thì đồ gỗ Phương Thao đang chưa hoàn thiện kính lên. Hai mẫu tủ rượu này và ở giữa thì là một cái chiếc kệ tivi, hoặc là cái chiếc tủ này quý vị có thể làm một cái chiếc tủ vừa để trang trí trong không gian của gia đình nhà mình, và ở giữa này thì quý vị sẽ để những các cái mẫu tượng gỗ trang trí, hoặc là những các cái bình gốm sứ, hoặc là những các cái chum rượu to, thì thực sự là rất là đẹp ở đầu nhà, đầu sảnh của nhà mình ấy ạ. Những các cái mẫu tủ rượu kèm kệ tivi hoặc là mẫu tủ trang trí này của đồ gỗ Phương Thao được làm trên chất liệu gỗ muôn hoa, và như quý vị thấy là trong ngoài những các cái đường vân gỗ muôn hoa rất là đẹp. Và em Minh phải nhấn mạnh rằng là cái mẫu tủ rượu này trông rất là đơn giản nhưng mà lại vô cùng là sang trọng, cao cấp, với những các cái đường vân gỗ muôn hoa như là những các cái đường sóng nước mây trời rất là đẹp. Còn mẫu kệ tủ rượu thứ hai đó chính là mẫu tủ rượu lệch. Lệch tại vì sao ạ? Bởi vì ở bên này là chiếc tủ rượu và bên này thì là một cái bàn phẳng như thế này. Đó, rất là hay đúng không ạ? Và quý vị nhìn xem cái mẫu tủ rượu lệch này của đồ gỗ Phương Thao thì ở đây chính là mặt sau không phải là gỗ mà mặt sau chính là gương như thế này ạ. Đó, rất là sáng nhà đúng không ạ? Mỗi tủ rượu, mỗi cái mẫu nó sẽ có một cái đặc điểm khác nhau để quý vị có thể lựa chọn sao cho phù hợp với cả không gian của nhà mình, sao cho phù hợp với cả sở thích của nhà mình. Đặc biệt ở cái hai cái chiếc mẫu tủ rượu này thì đều vân gỗ rất là đẹp, gỗ rất là già, đanh và cảm giác là nhìn vào trông rất là cuốn hút và cao cấp. Quý vị thích cái mẫu tủ rượu nào và muốn chọn lựa cái mẫu tủ rượu nào cho không gian của gia đình nhà mình thì hãy liên hệ với cả đồ gỗ Phương Thao hoặc là đến tại cơ sở của chúng tôi để có thể xem trực tiếp, ngắm trực tiếp và chọn lựa về cho không gian của gia đình nhà mình nhé. Đồ gỗ Phương Thao xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video clip giới thiệu sản phẩm đồ gỗ nội thất lần sau. Quý vị nhớ follow kênh của chúng tôi nhé. Hãy mở ứng dụng YouTube trên điện thoại và gõ tìm kiếm đồ gỗ Phương Thao để có thể xem thêm hàng ngàn các sản phẩm đồ gỗ nội thất, đặc biệt là gỗ muôn cao cấp, phòng khách, phòng thờ, phòng bếp, phòng ngủ và đồ gỗ trang trí phù hợp với không gian gia đình của quý vị. Đồ gỗ Phương Thao uy tín hơn vàng, nâng tầm giá trị ngôi nhà của bạn.